Nếu các bạn là dân BBC thì hãy có những đánh giá khách quan. Chắc các bạn muốn biết tại sao không chọn tải nhiệt nước All-in-One. Nhiều người thắc mắc tại sao không dùng RTX 3060 sức mạnh ngang 4060 mà giá rẻ hơn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phương Thành Review. Mình là Nguyên, người sẽ đem đến cho các bạn đam mê công nghệ nói chung cũng như là đam mê PC nói riêng, những cảm xúc vô cùng phấn khởi khi xem những mẫu PC hay linh kiện máy tính mà mình review. Ngày hôm nay mình thật sự tự hào khi review một bộ PC tải nhiệt nước full trắng vô cùng đẹp mắt để mang đến cho các bạn một màu sắc mới trên kênh. Đầu tiên đập vào mắt của chúng ta thì đây là case bảng cá ba mặt kính, một thiết kế mới từ nhà Magic, một thương hiệu case khá quen thuộc khi anh em review PC. Một bộ PC thì không thể thiếu trái tim của bộ máy chính là CPU, với mong muốn tối ưu cấu hình và hiệu năng cho các bạn. Mình đã lắp đặt cho bộ PC này CPU Intel Core i5-12400F với 6 nhân 12 luồng, xung nhiệt tối đa lên đến 4.4GHz, hỗ trợ PCI Gen 5 mới nhất có băng thông gấp đôi Gen 4, có khả năng xuất hình đạt độ phân giải 8K. Đây sẽ là con CPU phù hợp cho các bạn có bộ máy từ tầng trung đến cao cấp, phục vụ mục đích stream, gaming hoặc làm việc với các phần mềm chuyên dụng. Với việc vừa chơi game, nghe nhạc hay xem phim thì việc lắp 2 thanh RAM 8GB với 3200 của XPG với kết cấu chắc chắn được tích hợp bộ tải nhiệt kim loại, hai bề mặt được khắc các đường nét hình học và dọc thanh RAM có trang trí LED RGB, hai thanh RAM 16GB để hỗ trợ dual channel giúp bộ PC xử lý cùng lúc nhiều tác vụ khác nhau mà không lo đứng máy hay đờ máy. Sức mạnh của bộ máy không chỉ nằm ở CPU mà còn phải có GPU tham gia. Nhiều người thắc mắc tại sao không dùng RTX 3060 sức mạnh ngang 4060 mà giá rẻ hơn vài trăm K, thì mình cũng xin chia sẻ luôn. Các bạn có thể thấy tại sao Apple mỗi năm đều ra mắt một dòng điện thoại mới, đôi khi sức mạnh không nhỉnh hơn dòng cũ mà người tiêu dùng vẫn chọn mua, vì các dòng đời mới sẽ được ưu tiên hỗ trợ nâng cấp phần mềm lâu dài. Chính vì vậy, việc chọn RTX 4060 sẽ là phù hợp cho các bạn sử dụng lâu dài, thậm chí Vega RTX 4060 còn ăn ít điện hơn RTX 3060. Nếu các bạn là dân BBC thì hãy có những đánh giá khách quan. Còn đây là Vega RTX 4060 Ultra Wide đến từ nhà Colorful, được trang bị đầy đủ 3 cổng display board và một cổng HDMI giúp các bạn kết nối nhiều màn hình và trải nghiệm độ phân giải cao. Con lock có thể lên đến 2460mAh trong chế độ boot và one key, OC thậm chí đạt 2505mAh giúp các bạn trải nghiệm gaming mượt mà và xử lý đồ họa chất lượng. Tất cả linh kiện sẽ được lắp trên main B660 và được cấp điện bởi nguồn 750W chuẩn LED đồng đến từ nhà Centao để tối ưu giá thành. Điểm nhấn lần này chính là bộ tản nhiệt nước custom. Chắc các bạn muốn biết tại sao không chọn tải nhiệt nước All-in-One để tối ưu giá thành mà lại chọn tải nhiệt nước custom rồi đúng không? Tại nó đẹp. Nói chứ có rất nhiều lý do mà khách hàng bên mình chọn build tải nhiệt nước custom thay vì All-in-One. Đầu tiên là do các đường ống được team kỹ thuật bên mình thiết kế chỉnh chu. Những dàn tải nhiệt nước custom tốt không chỉ là thiết bị tải nhiệt nước đơn thuần, chúng là tác phẩm nghệ thuật thực sự, đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và kiến thức sâu về phần cứng cũng như là linh kiện tải nhiệt. Và bây giờ, để biết được thực sự sức mạnh của bộ PC này thì cùng mình đến với phần test game nào. Let's go. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vậy là mình đã test cho anh em hiệu năng thực sự của MBC tải nhảy nước này rồi. Còn chân chơi gì nữa, không ghé ngay qua Phương Thành Computer để sắm một MBC chất lượng nào. Mình là Nguyên BTC, người tiếp bước đam mê. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo.